Liên quan vụ người phụ nữ bạo hành bé trai 8 tuổi, Hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh đã giao chi hội luật sư của hội cử luật sư tham gia phối hợp với gia đình, cơ quan, đơn vị có liên quan tìm hiểu và có kế hoạch hỗ trợ pháp lý nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ. Đồng thời trên cơ sở đó kiến nghị xử lý kịp thời đối với đối tượng có hành vi bạo hành và ngược đãi trẻ em. Theo điều tra, Lê Thị Diễm Trang, 35 tuổi, có quen biết và là hàng xóm với gia đình anh C, khu phố 3, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Do vợ chồng anh C bận đi làm và cháu T, 8 tuổi, là con của anh C, đang nghỉ hè nên có nhờ Trang trông coi, chăm sóc, dạy kèm. Quá trình trông coi cháu, Trang khai ít nhất đã 10 lần dùng đũa tre, dây thắt lưng, cán chổi, đánh cháu từ tháng 6 năm 2023 đến nay. Qua kiểm tra, cơ thể cháu có hàng chục vết thương bầm tím do Trang dùng chổi đánh. Công an quận 12 đã bắt khẩn cấp Trang để điều tra về hành vi hành hạ người khác.